Bostock xin chào các bạn. Trong video này chúng ta sẽ cùng ghé thăm nhà của một bé cún Corgi tên là Sam nha. Trong quá trình nuôi bé cún Sam này thì hai người bạn chủ của chúng ta gặp phải một số vấn đề về chăm sóc và dạy bé cún. Thì các bạn hãy cùng theo dõi để xem những vấn đề đó là gì. Các bạn có gặp phải trường hợp giống như vậy không? Và cái cách để dạy và chăm sóc bé cún tốt hơn nha. Okay. Việc đầu tiên mà mình được chia sẻ đó là việc ăn uống của bé cún Sam này có một đặc điểm rất là kỳ lạ và thú vị. Các bạn hãy cùng nghe xem đó là gì nha. Chỉ hơi bé có cái tật là dẹo. Ăn là phải có bụng để kế bên vậy đó. Đang ăn nữa không? Bọn muốn không ăn. Không muốn ăn, đúng rồi, bỏ ra thì lại không ăn. Cứ có muốn đưa vô thì mới ăn. Hôm bữa. Đó, tức là khi mà cho bé cún Sam này ăn thì phải có cái muỗng ở trong cái chén, cái tô này của bé cún. Rất là kỳ lạ, nếu như bỏ muỗng ra thì bé cún sẽ không ăn. Bé cún chỉ ăn khi mà có cái muỗng hoặc là ăn cái đồ ăn ở trên cái muỗng. Tại sao lại như vậy? Ok, hãy cùng xem tiếp nha. Nó vẫn chưa hẳn nghe tên của nó. Chưa nghe được đúng tên của nó. Nghe theo cái muỗng chứ không? Bỏ hẳn ra, cái muỗng đi. Thằng Sam, gửi con. Sam ơi. Ăn đi con. Thích hẳn cái muỗng đi. Ok, rồi. Thì khi mình nói với cả bạn chủ của bé cún Sam cất cái muỗng đi thì phản ứng của bé cún đó là nhìn theo cái muỗng. Các bạn để ý nha. Còn khi mà bỏ cái muỗng ra khỏi cái tô luôn thì bé cún sẽ bắt đầu bỏ ăn và đi kiếm cái muỗng hoặc là không ăn nữa. Thì mình nhận thấy trường hợp này không phải là vấn đề bé cún ăn khi có muỗng mà đây là cái cách mà các bạn cho bé cún ăn. Có lẽ là vì mình muốn chăm sóc bé cún theo cách mà yêu thương nhất. Người chủ này của bé cún Sam đã chăm sóc bé cún như là em bé vậy. Và khi mà cho em bé ăn thì mọi người sử dụng muỗng để mà đút cho em bé ăn. Cho nên là bé cún đã quen với việc mà có cái cây muỗng ở trong cái tô khi mà đang ăn. Đó là một cái phản xạ có điều kiện, có muỗng là sẽ có đồ ăn ngon và người chủ này sử dụng cái muỗng để xúc đồ ăn lên cho bé cún ăn. Như vậy cứ lần sau bé cún hiểu ra là có cái muỗng là sẽ có đồ ăn, còn không có cái muỗng thì sẽ không có đồ ăn. Bởi vậy cho nên là khi mà bỏ muỗng ra, hiển nhiên bé cún sẽ bị một cái phản xạ đó là không ăn trong tô nữa mà chỉ ăn ở trên cái cây muỗng đó thôi. Bây giờ để giải quyết cái vấn đề này thì chúng ta sẽ không sử dụng muỗng ở trong cái bữa ăn của bé cún nữa. Cho bé cún ăn thì chúng ta chỉ cho đồ ăn vào trong tô, không sử dụng tay bốc, không sử dụng muỗng. Và để cho bé cún ăn thì trước bữa ăn chúng ta hãy cho bé cún vận động, chơi để cho bé cún cảm thấy đói mau hơn. Và khi đó thì lập tức bé cún sẽ có một phản xạ tự nhiên, đó là tìm đồ ăn để ăn khi mà đói bụng. Và sau một hồi dạy, mình sẽ tua đến cái khúc mà sau một hồi chơi và dạy thì bé cún đói, bé cún sẽ ăn mà không cần muỗng. Okay. Đây là sau khi bé cún được chơi một hồi rồi nha. Mình tua tới cái khúc mà bé cún đói, rất là đói sau khi chơi giằng co và một hồi dạy bé cún. Bé cún bắt đầu kiếm đồ ăn. Thì đoán ở lúc này ở trong cái tô của bé cún không có cái muỗng nào hết. Chúng ta cứ để cho bé cún ăn một cách tự nhiên như vậy thôi. Đừng dùng tay bốc, cũng đừng sử dụng muỗng hay là bất cứ thứ gì bỏ vô khiến cho bé cún bị nhầm lẫn. Đây các bạn có thể thấy là bé cún đói và tìm đến đồ ăn, ăn rất tự nhiên thôi. Đó, như vậy thì bé cún ăn rất là khỏe. Sau một hồi chơi đói, vận động thì bé cún rất là đói ăn và tự động tìm tới đồ ăn mà không cần cây muỗng. Đây, mọi người chú ý nha. Cái cách mà mọi người sử dụng muỗng đút cho bé cún mình thấy rất là nhiều, cho nên là khiến cho bé cún xảy ra một tình trạng là không ăn khi mà được đút bằng cây muỗng hoặc là dùng tay để đút trực tiếp cho bé cún. Có rất nhiều trường hợp đã chia sẻ là phải đút thì bé cún mới ăn. Đó là do cái cách mà mình cho bé cún ăn thôi. Chúng ta chỉ cần chú ý cái vấn đề đó là bé cún sẽ ăn rất là đều. Ok, bé cún ăn rất khỏe và ăn hết cái phần thức ăn của bé cún. Và nhân tiện nói về vấn đề ăn của bé cún thì chúng ta cũng nói tiếp
tới một vấn đề mà hai người chủ của bé cún Sam đang gặp phải, đó là bé cún bắt đầu trở nên biếng ăn. Mình muốn biết là bé cún hàng ngày được cho ăn những cái gì. Thì mình thấy là chia sẻ là có cơm, cháo, giống như là cho em bé ăn vậy, cơm, cháo nấu với thịt. Và có loại thịt này, thịt kia, có thức ăn hạt dành cho bé cún. Thức ăn hạt thì rất là tốt, tuy nhiên thì bé cún bắt đầu bỏ ăn hạt và chỉ có ăn cháo, ăn thịt và ăn thịt nhiều hơn. Bây giờ hãy xem là ở nhà bé cún Sam được ăn những đồ ăn loại nào nha. Đây có cơm, cháo, hạt, hạt ở trong cái tô inox này. Không, thường cho ăn cháo, thịt với lại pate, rất là lâu rồi. Pate. Okay, có thêm là pate, pate của chó. Pate người hay pate chó? Pate chó. Pate chó, được cho em con. Nhiều đồ. Rồi, pate chó thì không có cái bao bì ở đó, cho nên là tiếp xem nha. Đó, mình chỉ cho ăn vậy thôi, tính chỗ. Okay. Uống sữa thì em thấy, có một bữa đó mình cho uống sữa thì bé đi vệ sinh thứ hai lần. Okay. Ngoài cho ăn cơm, cháo, thịt, hạt, còn có cho uống sữa nữa. Cái vấn đề mà cho uống sữa rất là quan trọng. Nếu mà không có để ý vấn đề này thì sẽ trở nên nguy hiểm đối với bé cún. Sữa đối với người thì chúng ta có thể uống được, nhưng đối với chó thì có rất nhiều trường hợp là bé cún không có hấp thu và tiêu hóa được sữa. Tỷ lệ cao của các bé cún đó là bị dị ứng đối với cả cái lactose ở trong sữa, sữa bò á. Thì cái việc mà uống sữa này nó không phải là một cái chất độc hay là khiến cho bé cún bị bệnh liền ngay lập tức, mà nó khiến cho bé cún bị ảnh hưởng tới cái hệ tiêu hóa, sẽ không có tốt cho bé cún và dễ dàng bị tiêu chảy, bị ói mửa và dễ bị bệnh về đường tiêu hóa nhiều hơn so với bình thường. Đặc biệt là trong khoảng thời gian 6 tháng đầu mà nuôi cún, nếu như bé cún tiếp xúc nhiều với cả sữa bò thì nó sẽ dễ bị bệnh về đường ruột nhiều hơn, tỷ lệ rất là cao. Vì vậy chúng ta hạn chế, hoặc là tốt nhất là không nên cho uống sữa của người. Có những cái loại sữa riêng dành cho chó các bạn có thể mua và cho bé cún chút một để xem cái phản ứng bé cún có ra phân đều, có bị phân lỏng hoặc là có bị ói mửa gì hay không, trước khi mà chúng ta cho ăn với cái khẩu phần lớn hơn nha. Ok, có thêm phần sữa rồi. Sữa này không tốt. Bữa đó mình cho uống sữa thì bé đi vệ sinh thứ hai lần. Em mình ngâm mình không cho uống sữa. Còn đồ thưởng thì đây chỉ có đồ thưởng riêng. Không có kẹo sữa không? Kẹo sữa nữa hả? Thì có bé là đây nữa, quá trời. Đồ đồ canxi nữa. Canxi riêng nữa đó. Canxi là có thuốc. Ngoài mà ở đây mình thấy là ngoài cái đồ ăn thì còn có đồ thưởng. Mọi người đều nghĩ, tất cả mọi người đều nghĩ là đồ ăn là đồ ăn, đồ thưởng là đồ thưởng. Nhưng mà đối với bé cún thì tất cả đều là đồ ăn, đều là đồ ăn thôi. Cho nên là khi mà chúng ta có rất nhiều loại đồ thưởng và đồ ăn trong cái quá trình mà nuôi bé cún trong khoảng thời gian 6 tháng đầu nuôi đó, thì nó sẽ gây rối cho bé cún. Chúng ta hãy cùng tiếp tục trước khi mà mình nói ra cái nguyên nhân mà khiến cho bé cún bỏ ăn và biếng ăn nha. Thì chúng ta có thêm những cái loại thức ăn mới, đó là đồ thưởng. Đồ thưởng đối với bé cún coi như là loại thức ăn. Phô mai, phô mai đâu? Phô mai chứ. Phô mai nó là quá trời. Rồi có cái viên canxi. Viên canxi đối với mình là chất dinh dưỡng hoặc là thuốc, nhưng đối với cún cũng là đồ ăn luôn. À, còn có phô mai nữa, hãy xem là phô mai gì ha. Xúc xích chưa mua. Có phô mai. Phô mai này, phô mai con bò cười. Phô mai lắm. Không biết sao thích cái này không. Rồi có thêm xúc xích. Mình có thể thấy là người chủ của bé cún Sam này rất là yêu thương bé cún, cho bé cún tất cả những gì tốt nhất. Thức ăn, đồ thưởng, canxi, dinh dưỡng, phô mai và xúc xích nữa, có chuẩn bị sẵn cả xúc xích mặc dù là chưa cho ăn vì đang phân vân. Không biết là có tốt hay không. Có cho ăn chưa? Chưa bao giờ thử. Vì sợ cái này nó có chất bảo quản. Ở trong tất cả món đồ này, chắc chắn là bé cún đều thử hết và bé cún rất hào hứng trong cái lần đầu tiên mà được cho ăn.
nhưng về sau bé cũng sẽ lựa ra những cái nào có mùi thơm nhất, mạnh nhất, và để xem bé cũng thích cái nào nha. Nó thích cái nào nhất? Cái nào nhất là phô mai nhất. Rồi, nó thích phô mai nhất vì phô mai có cái mùi thơm rất là đặc trưng và rất là mạnh. Rồi ở đây thì cái âm thanh khi mà quay trực tiếp thì nó rất là khó nghe, cho nên mình sẽ nói lại nhanh cho các bạn hiểu là khi mà có rất nhiều cái món đồ ăn, đồ thưởng, đồ dinh dưỡng, những cái đồ của người như phô mai hay là xúc xích, hoặc là những cái đồ ăn vặt khác, thậm chí là những cái đồ nấu trong bữa cơm hàng ngày có gia vị đó, thì tất cả những món đồ đó đều đối với cún đó là đồ ăn của bé cún thôi, và nó có những cái hương vị khác nhau, đó là những cái loại đồ ăn khác nhau. Khi mà nuôi bé cún trong khoảng thời gian đầu còn rất là nhỏ mà chúng ta cho bé cún ăn những cái loại đồ ăn nhiều hương vị và nhiều loại trong nhiều bữa trong một ngày, thì nó sẽ khiến cho bé cún bị một cái thói quen, đó là thay đổi liên tục. Đó là một cái bản năng của bé cún. Rất là đơn giản, bé cún có một cái tập tính trung thành, trung thành với chủ, trung thành với cả đồ ăn luôn, và trung thành với cả chế độ ăn, cách cho ăn. Vì vậy khi mà chúng ta cho ăn nhiều bữa trong ngày, bé cún cũng sẽ quen với việc đó. Và chúng ta cho ăn nhiều loại, chúng ta có đồ thưởng này, chúng ta có hạt này, chúng ta có cơm này, chúng ta có những cái đồ dinh dưỡng khác, cứ chút một trong ngày chúng ta lại cho bé cún ăn, thì bé cún sẽ quen là phải đổi liên tục, bữa này là ăn cái này, bữa khác là ăn cái khác, và nó sẽ chờ, nó sẽ quen là chờ, liên tục chờ để đổi sang một cái loại đồ ăn khác. Vì vậy chúng ta mới thấy là bữa này cho ăn một cái loại đồ mới, vài bữa sau bé cún lại trở nên biếng ăn và không ăn nữa, chúng ta lại phải suy nghĩ là đi mua một cái loại khác. Và càng ngày chúng ta càng thấy đau đầu hơn vì bé cún luôn luôn bỏ ăn sau vài bữa đối với cái món đồ ăn mới, và lâu lâu phải xoay vòng thì bé cún mẹ lại ăn, chịu ăn một chút. Nhưng mà cái phần dinh dưỡng thì nó lại nằm ở trong hạt và cơm, bữa ăn chính của bé cún. Cho nên là khi mà các bạn cho bé cún ăn vặt, ví dụ như là ngày có 3 bữa đi, 3 bữa mà trước 3 bữa cơm đó mà các bạn cho bé cún ăn vặt, thì bé cún sẽ có một cái gọi là no lưng chừng. Và khi no lưng chừng như vậy thì không có lý do nào để bé cún háo ăn khi mà vô cái bữa chính cả. Như vậy thì vô bữa chính bé cún có thể đưa ra quyết định là không có ăn nữa, bé cún sẽ để dành. Khi nào đói thực sự thì nó mới lại nó ăn một chút, và nó sẽ biết là nó sẽ được ăn vặt, nó sẽ làm đủ trò để mà bạn lấy cái đồ ăn vặt, đồ thưởng, phô mai, xúc xích, vân vân để cho bé cún ăn. Như vậy thì cái phần dinh dưỡng của người bé cún không được thường xuyên và không được tốt cho lắm. Và cái giải pháp mà mình đưa cho hai bạn chủ nuôi của bé cún Sam này, đó là trong vòng 6 tháng đầu nuôi bé cún thì chúng ta sẽ không cho bé cún ăn những cái đồ thưởng nữa nha. Chúng ta muốn cho ăn những cái đồ dinh dưỡng, thậm chí là viên canxi hay gì đó, thì chúng ta sẽ trộn chung vô bữa chính. Ví dụ ngày có 3 bữa chính hoặc 4 bữa chính cho bé cún nhỏ, thì sẽ tất cả những cái đồ nào chúng ta muốn cho bé cún ăn thì bỏ chung vô và trộn đều để cho bé cún không có lựa ra được. Như vậy thì bé cún sẽ luôn luôn đói khi mà tới cái bữa chính, và không có bị no lưng chừng do cái chế độ ăn vặt, không cần ăn vặt. Và nhờ như vậy thì khi mà chúng ta cầm cái đồ ăn chính lên, lúc nào bé cún cũng háo hức và cảm thấy muốn ăn. Như vậy ngay trong cái bữa ăn chính đó, hoặc trước cái bữa ăn chính vài phút, là chúng ta có thể dạy bé cún, bé cún háo hức với cái đồ ăn là chúng ta sẽ dạy được cho bé cún. Còn nếu bé cún no lưng chừng thì luôn luôn chúng ta bị bé cún lơ đi, không bao giờ dạy được cho bé cún bằng cách thưởng cho bé cún nữa. Ok, bây giờ là cái việc mà dạy cho bé cún. Cái lệnh đầu tiên đó là nghe tên. Cái lệnh nghe tên này cực kỳ quan trọng. Nếu như thiếu cái việc mà dạy cho bé cún biết được cái tên của mình và nghe bạn gọi để chạy lại, thì những cái lần sau khi mà cún bướng bỉnh, bé cún quậy phá, thì rất là khó để mà giao tiếp hoặc là dạy bé cún, thì bé cún không nghe, không có cần biết là bạn là ai, và khi bạn gọi nó cũng không biết là bạn đang gọi nó nữa. Nó chỉ biết là khi nào bạn cầm đồ ăn thì nó chạy lại, còn khi bạn gọi tên là nó chạy đi luôn. Vì vậy, cái cách mà chúng ta đặt tên cho bé cún và gọi bé cún nó sẽ như vậy. Gọi Sam, gọi Sam. Chúng ta có thể gọi bé cún khi mà chúng ta có đồ ăn, hoặc là khi chúng ta có đồ chơi, chúng ta sẽ gọi tên Sam để mà lấy cái sự chú ý của bé cún. Bé cún sẽ biết là khi mà chúng ta gọi là sẽ có đồ ăn, đồ chơi, những cái thứ rất là vui. Và gọi tên là chúng ta đặt tên, cái mẹo đặt đó là chúng ta đặt một âm tiết thôi. Bé cún tên là Sam thì chúng ta sẽ gọi về bé cún nhớ rất là nhanh. Đó, mỗi lần mình muốn làm gì bé cún mình kêu Sam, mình không huýt sáo, mình không tặc lưỡi. Không huýt sáo, không tặc lưỡi,
đó là những cái âm thanh gây nhiễu khiến cho bé cún bị rối, và đặc biệt là khi ra ngoài đường sẽ bị rất nhiều người gây chú ý và gọi bé cún chạy đi. Bé cún thích nhất là nghe âm thanh vui và nghe riết nó biết là cái tên của nó là Sam đó. Thì khi các bạn mà gọi bé cún, muốn bé cún chú ý tới mình nhiều hơn mà phải gọi tên, thì chúng ta hay gọi cái tên của bé cún vui hơn một chút thay vì là gọi Sam. Thì để lấy sự chú ý của bé cún, chúng ta sẽ gọi là Sam. Thì những cái bước đầu như vậy sẽ khiến cho bé cún chú ý tới bạn nhiều hơn, và dần dần chúng ta sẽ gọi rõ là Sam. Những âm thanh vui và tích cực sẽ khiến cho bé cún chú ý tới bạn, và dần dần nó sẽ hiểu ra đây là tên của bé cún, Sam. Cái từ ngữ đầu tiên. Sao mẹ nha? Sam. Okay. Ở tình huống này sẽ vừa là cắn tay vừa là gọi tên nha, cùng xem nha. Sam. Cắn tay nào. Sam, đau mẹ. Bỏ ra. Sam. Ok, dừng lại. Ok, ở trường hợp này thì sẽ dừng lại ở đây. Các bạn thấy là khi mà bé cún cắn tay của người chủ, cái việc mà đầu tiên các bạn làm đó là la cái tên của bé cún, kiểu là Sam. Như vậy thì bé cún sẽ bị nhầm lẫn giữa cái việc mà bé cún đang cắn tay này. Cái việc cắn tay này nó đồng nghĩa với cái từ Sam, hay là cái tên của bé cún mới là Sam. Và cái tên của bé cún lúc này là để gọi khi mà bé cún đang làm sai, bé cún sẽ bị nhầm lẫn. Sam. Ok, dừng lại ha. Ở đây. Đó. Em vừa thấy là nó cắn tay. Cắn tay mình la sao? Mình la cái tên nó. Mỗi mà mình kêu Sam với nó không biết là gọi lại để cho ăn hay là gọi lại để phạt nó. À vậy hả? Bây giờ nó cắn tay mà mình kêu tên nó, mỗi mình kêu tên nó sẽ sợ. Sẽ biết. Ờ. Bây giờ mình đang la nó. Thì cái lệnh cơ bản này, gọi tên là thứ nhất. Cái thứ hai là dạy ngồi nằm để cho bình tĩnh lại. Cái thứ ba là ăn và chờ ăn, là để cho nó khỏi hung hăng. Thứ tư là cắn và nhả. Ví dụ cắn tay, cắn đầu, nó biết nó nhả ra. Thì khi mà mình dạy xong á, mình kêu nó cắn tay, mình kêu nhả. Chứ mình không la tên nó. Nhả nó sẽ hiểu đúng không? Nhả, nhưng mà mình dạy trước. Để lát nữa mình sẽ bắt đầu mình dạy. Các bạn thấy là khi mà chúng ta bị cún cắn tay mà chúng ta la cái tên về cún, thì bé cún có thể sẽ sợ vào những cái lần sau mà các bạn kêu tên bé cún. Kêu tên nó sẽ sợ. Khi mà bé cún cắn như vậy, việc chúng ta cần làm đó là thu cái tay của mình, cất cái tay của mình đi. Đừng để cho bé cún tiếp xúc được cái bàn tay của bạn nữa, và lập tức lấy cái đồ chơi của bé cún ra để cho bé cún chơi. Đây. Em vừa thấy là nó cắn tay mình la sao? Mình la cái. Chúng ta lấy đồ chơi cho bé cún chơi thật là quen. Khi mà bé cún đã quen với cái món đồ chơi thì cho dù các bạn có đưa tay ra, bé cún vẫn chọn cái món đồ chơi để cắn. Nó sẽ kiếm cái đồ chơi để nó cắn được. Cho nên là khi mà các bạn bị cún cắn vô tay thì hãy sẵn sàng có một cái đồ chơi bên cạnh để mà dạy cho bé cún chơi quen với món đồ chơi đó. Sau đó nó sẽ từ bỏ cái việc cắn tay của các bạn, kết hợp với cả việc dạy nhả. Sao con? Sao? Okay. Mình thấy là ở xa nhà của ở nhà bé Sam này rất là trơn. Các bạn có thể thấy có những lúc mà bé cún chạy sẽ bị trượt té chân. Cái việc mà bé cún còn rất nhỏ mà thường xuyên chơi chạy nhảy ở trong cái khu vực mà có sàn trơn như vậy thì sẽ khiến cho bé cún gặp phải một số vấn đề như sau. Thứ nhất đó là các bạn có thể nhìn thấy cái dáng đứng của bé cún nó sẽ bị trùng chân, không có đẹp. Đây, cái chân của bé cún sẽ luôn trùng xuống, tại vì nó phải trùng như vậy thì nó mới giữ được thăng bằng. Nó không có thẳng, cái chân thẳng và vươn ra được. Và có nhiều bé cún còn bị choắc chân sang hai bên nữa. Thì cái trường hợp đó các bạn có thể để ý cái sàn của các bạn quá là trơn, thì các bé cún di chuyển và chạy nhảy thì nó phải trùng hoặc là choắc chân ra thì nó mới đứng được ở trong cái sàn trơn đó. Các bạn có thể thấy là khi mà chạy, bé cún có thể bị trượt té choắc ra. Trong cái quá trình phát triển mà 6 tháng đầu các bạn nuôi bé cún mà xương còn non như vậy mà thường xuyên bị té và choắc chân thì dáng đứng của bé cún sẽ bị ảnh hưởng. Và khi bé cún lớn trưởng thành, cái xương nó cứng rồi, thì cái dáng nó sẽ bị cố định như vậy, nó rất là xấu, bị choắc chân hoặc là bị trùng chân. Còn cái thứ hai đó là khi mà bé cún chơi giằng co với các bạn, cái bài rất quan trọng đó là cắn nhả. Mà trơn quá thì có những bé cún sẽ xảy ra cái trường hợp đó là bé cún sẽ nản
vì nó không có đậu tì bám xuống đất để mà nó chơi giằng co với các bạn. Cho nên là lâu lâu chơi nó sẽ bị nản và nó bỏ, nó không theo bài học mà các bạn đang dạy bé cún nữa. Và một cái trường hợp nữa đó là bé cún khi mà các bạn dạy ngồi thì bé cún không có chịu ngồi, bé cún sẽ bị trượt dài nằm xuống. Có rất nhiều trường hợp các bạn nó là dạy ở nhà dạy ngồi mà nó nằm hoài à. Thì xem video mình thấy là bé cún bị trượt xuống do cái vị trí mà các bạn đang cho bé cún ngồi đó, nó bị trơn. Các bạn có thể để ý, khi mà trơn như vậy thì tụi nó sẽ bị trượt dài nằm xuống chứ không có ngồi được. Mày xin đi, mày xin đi, xin nghe. Mày lấy đầu luôn. Cái vấn đề tiếp theo mà bé cún này đang có đó là cắn đồ ở trong nhà. Thì các bạn để ý nha, bé cún này có 1 món đồ chơi, 2 món đồ chơi, 3 là con gà, 4 là cọng thừng, và 5 là còn một cái món đồ mềm giống như đồ bông gì đó. Thì trong cái thời gian đầu mà dạy bé cún chưa biết cắn nhả và nghe lệnh, và cũng chưa hiểu là các bạn đang nói gì. Mà các bạn có rất nhiều món đồ chơi như vậy. Đối với mình biết đây là đồ chơi, nhưng đối với bé cún thì bé cún không biết đâu là đồ chơi, nó chỉ cần biết đâu là cái đồ nó có thể cắn được. Và còn nhỏ như vậy mà tiếp xúc với rất là nhiều món đồ chơi thì nó sẽ thấy là gần như đồ nào ở trong nhà nó cũng cắn được. Nó không phân biệt nổi đâu là đồ chơi, đâu là đồ trong nhà không được cắn. Vì vậy khi mà có rất nhiều đồ như vậy, nó cắn đồ này cũng được, cắn đồ kia cũng được, thì nó cắn những cái đồ vô tình, nó cắn những cái đồ trong nhà thì nó nghĩ cũng là được. Vì vậy trong thời gian khi mới đầu nuôi bé cún cho tới khi các bạn dạy được bé cún cắn nhả, không cắn đồ, không cắn tay, thì nên sử dụng một món đồ chơi duy nhất, một món, thì bé cún sẽ nhanh chóng hiểu ra nó chỉ chơi với một cái món này của nó thôi. Và những cái đồ khác ở trong nhà là không được cắn, tay không được cắn, chân không cắn, đồ trong nhà không cắn. Khi bé cún hiểu ra rồi thì các bạn có thể sử dụng nhiều đồ chơi cho bé cún thay đổi. Lấy cái đó ra. Cắn không 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 cắn, mình chỉ cần thoải mái, mình lặp lại. Ở đây là một cái trường hợp rất là điển hình và phổ biến, mọi người thường rất gặp và mọi người cũng cư xử giống như là mọi người thấy ở trong video ha. Thì khi bé cún đang sủa, bà đi chợ về, bé cún đang sủa rất là to. Cái điều mà bạn chủ làm đó là kêu bé cún không sủa, không sủa. Còn bà thì nựng bé cún. Cái việc mà thứ nhất, bà nựng bé cún là bé cún đã được thưởng khi mà bé cún sủa như vậy. Tức là mỗi lần bé cún sủa là bé cún sẽ được nựng. Và lần sau bé cún sẽ sủa nhiều hơn, sủa to hơn, sủa tới khi nào mà được nựng thì thôi. Và bé cún biết, hiểu ra là khi mà nó làm như vậy thì nó làm đúng. Trong khi mình thì mình muốn bé cún là không có sổ càn như vậy. Nhưng mà vô tình cái việc mà mình nựng bé cún này ngay sau khi bé cún mới sổ xong đó là đồng ý với việc mà bé cún sổ. Rồi, không chưa? Đó, thì bé cún muốn chơi tiếp nữa, muốn được nựng tiếp, bé cún lại chạy ra và sổ tiếp. Đó là cái phản ứng mà mọi người vô tình đã khiến cho bé cún bị quen việc mà sổ và được nựng, sổ lại được nựng. Sao không sổ, không có gì ăn nè. Còn bạn chủ thì liên tục nói là không sổ. Nhưng mà lúc này bé cún này còn rất nhỏ và mới học, chưa có biết được nhiều từ ngữ của loài người. Khi mà bé cún đang sổ như vậy, chúng ta ở bên cạnh bé cún và chúng ta nói là không sủa, không sủa. Như vậy thì bé cún sẽ học được là khi mà bé cún sủa
nó sẽ có một cái sự liên kết với cả cái từ không sủa. Lần sau mà chúng ta la không sủa, bé cún sẽ sủa nhiều hơn và sủa to hơn. Đây là một cái trường hợp phổ biến mà mọi người ở nhà gặp phải, và bé cún ở trong tình huống này gọi là bị học ngược. Chị nghĩ tại sao khi mình đưa tay vô mà nó cắn mình chơi nó? Giờ nếu mà hai mình thấy hai cún nó chơi với nhau là nó cạn nhau, nó không có chơi bằng tay, nó trò chuyện, nó hát hò gì, nó chơi nó cạn nhau. Nhưng mà vô tình cái răng nó là sắc bén nên cắn mình, nó mình thấy đau. Nên nó không có học được cái cách chơi của mình là chơi đồ chơi, nên mình lại nó cắn như vậy. Khi mình đưa tay vô nó tưởng là nó chơi lắm. Thì khi mà cún chơi với nhau nó cắn lên người nhau, nên nó cắn lên người mình là chuyện rất bình thường. Nên mình sẽ dạy cho nó là lần sau mình bé mình vuốt ve, mình cho nó biết là khi mình vuốt ve nó sẽ có cảm giác như nào, vuốt ve những cái điểm nó ở sau tai của nó, vuốt ve và cổ và ngực của nó. Gái như vậy nó phê ha. Mình phải làm quen nhá. Nó biết cái cảm giác của nó. Thì khi mà mình lại gần thì nó biết là mình lại gần là mình chơi như vậy này, chứ mình không chơi cạp nhau. Còn muốn cạp nhau sao? Cầm này lên. Đó, hai cái là khác nhau. Khi mình đặt tay vô cái nó qua nó cạp, thì mình đứng đưa tay vô nữa. Mình rút ra và mình lấy này mình chơi. Muốn cạp nhau đúng không? Đây, lấy này chơi. Còn lúc nào mình ôm lên mình yêu thương mình gái. Mình gái cho nó biết. Cho biết là có mình dùng tay vô là để massage cho nó, mình chơi nó. Nó biết nó sẽ im. Thì sau vài tuần, thứ nhất là mình lặp đi lặp lại hàng ngày thì nó biết. Thứ hai là nó lớn lên, nó phát triển trí não, nó lớn thêm chút, nó nhớ. Còn bây giờ nó con nít, nó lúc nhớ lúc quên mà ham chơi nữa. Thì mình tập sớm cho nó thì mốt nó khỏe. Lần sau vuốt ve thoải mái. Chứ còn nhiều người ôm lên vuốt ve nó cắn hoài, mệt, nó chảy máu tay nữa. Okay. Rất là thích được gãi. Những cái chỗ nó gãi không được mà mình gãi dùng nó phê lắm. Cô chú đừng xa tới đây hỗ trợ cho con bài học. Dạ, học ngoan nha. Rồi sau việc like học gặp các bạn nữa nha. Ngoan lắm. Ngoan lắm.